Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ hơn 300 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà, ngày 16 tháng 3, đại diện quán cơm gà Trâm Anh cho biết, những ngày qua quán đã tích cực liên hệ với các nạn nhân và đến các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để hỏi thăm, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất ngay sau khi có thông tin hàng trăm người nhập viện, sau khi ăn cơm gà của quán mình, đại diện quán Trâm Anh đã đăng tải trên mạng xã hội lời xin lỗi, trước mắt nhận trách nhiệm về mình. Đại diện quán cơm gà Trâm Anh chia sẻ, quán tôi đã hoạt động hàng chục năm là một trong những quán cơm gà nổi tiếng tại Nha Trang. Tôi rất tiếc khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn này. Đến nay, gia đình tôi đã chủ động thanh toán viện phí cho hơn 70 trường hợp và sẽ tiếp tục liên hệ các bệnh nhân để khắc phục hậu quả. Tính đến 15 giờ ngày 15 tháng 3, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận có 345 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh. Hiện các ca bệnh đang điều trị có một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng, đau quằn bụng từng cơn. Đáng chú ý, một trường hợp bệnh nhân nữ mang thai 18 tuần đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn biến nặng. Bệnh nhân sốt 38,5 độ, buồn nôn, tiêu chảy hơn 10 lần, đau bụng quanh trúng trường hợp này đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực chống độc để theo dõi điều trị sát. Các ca bệnh nặng người già trẻ em đã được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Trước đó, trong chiều 15 tháng 3, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông báo kết luận ban đầu về việc kiểm tra giám sát việc điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm độc, nhiễm khuẩn trong vụ nghi ngộ độc cơm gà ở quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Kết quả tại Bệnh viện Vinmec, Nha Trang cho thấy, cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán Trâm Anh cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu trong việc điều trị, bước đầu đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec để cân nhắc việc lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị ca bệnh có liên quan đến vụ việc nêu trên mới đến nếu có, đồng thời tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhân chủ động, theo dõi sát các ca bệnh ngộ độc đang điều trị nội ngoại trú tại đơn vị. Khi có ca bệnh diễn biến bất thường chuyển nặng, Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế cần kịp thời hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, tránh chậm trễ để người bệnh chuyển biến nặng vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn tiến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh bị ngộ độc để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý. Mới đây, có một thông tin một phụ nữ ở thành phố Pleiku, tỉnh Sa Lai mất liên lạc với người thân hơn 3 tháng nay. Công an thành phố Pleiku tỉnh gia lai cho biết kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo công an thành phố Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, công an thành phố Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Trước đó, công an thành phố Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng, ngụ phường Cha Bá, thành phố Pleiku. Bà Đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như, 39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku bị mất tích. Qua trao đổi thông tin, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn 3 tháng nay và không rõ đang ở đâu. Cũng theo bà Đồng, Như không có anh em ruột nào khác, không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8 nhiều năm nay như sống như vợ chồng với ông LTT, ngụ ở thành phố Pleiku. Bà Đồng kể, trước thời điểm mất tích giữa Như và ông LTT có nảy sinh mâu thuẫn, Như bị ông T tát tai. Sau đó ông T nói như bỏ nhà đi, còn đi đâu, đi khi nào thì không biết. Cũng theo bà Đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may. Bà Đồng cho biết thêm, người thân tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng nên bị tổ tuần tra của công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển ngã ba Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai ba trên cao hướng về Pháp Vân. Khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh NSH, sinh năm 2002, trú tại Hải Dương điều khiển. Cú tông làm anh H ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. Chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150m thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai 3 trên cao, rồi va chạm với một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Mới đây, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận, theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, làm 232 xe mô tô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh. Thời điểm trên, khi một chiến sĩ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình, thì một chiến sĩ công an khác đi từ bên ngoài vào vứt tàn thuốc vừa hút xong. Thời điểm đó có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, kho tạm giữ xe mô tô các vụ vi phạm hành chính của công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội ngay khi phát hiện vụ việc công an huyện tánh linh đã huy động cán bộ chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy đồng thời báo cáo công an tỉnh điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện đức linh để đến hiện trường cùng với đó lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy từ thành phố phan thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy sau gần một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt